Phong trào tuổi trẻ sung kích, tiên phong trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng được nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Bảo thắng tích cực hưởng ứng, mang lại hiệu quả cao. Đây là vườn ươm cây giang giống của đoàn viên Lương Văn Xuân, thôn Trang Đồng, xã Xuân Quang, huyện Bảo thắng qua nắm bắt nhu cầu thị trường về sản phẩm lá giang ngày một lớn, trong khi đó nguồn lá khai thác trong tự nhiên ngày càng cạn kiệt và quá trình khai thác ảnh hưởng đến tài nguyên rừng nên cuối năm 2022, Lương Văn Xuân đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình vườn ươm cây giang giống trên chính mảnh vườn hơn một hectare của gia đình. Tôi thấy là cái thị trường cái cái nguồn lá người ta đang cần rất nhiều, mà cái người dân ấy thì trước đấy thì họ cứ lên trên rừng họ thu hái lá của rừng về thế thì um, họ đi hái nhiều ấy thì thành ra là cái lá trên rừng nó không còn nữa mà cái hành vi của mọi người lên trên rừng hái lá như thế thì nó cũng làm ảnh hưởng đến tài nguyên của rừng thế thì tôi mới uh, bắt đầu tôi tìm hiểu và tôi đã quyết định là sẽ ươm giống cái uh, cây giang này Mục đích là vì là cái cây giang này nó tạo ra cái giá trị kinh tế cho bà con rất nhiều. Sau khi mà triển khai cái mô hình này thì tôi thấy là nó đạt hiệu quả rất cao, được rất nhiều bà con ủng hộ. Nhờ ham học hỏi và ngày đêm kiên trì bám đồi, bám ruộng, nên mô hình vườn ươm của anh đã có những thành công bước đầu, cây giống sản xuất đến đâu, tiêu thụ hết đến đó. Bình quân mỗi năm vườn ươm của anh cung cấp ra thị trường hơn 30 vạn cây giống, đem lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng. Mô hình vườn ươm này còn tạo việc làm ổn định cho gần 10 lao động địa phương với thu nhập ổn định từ 7 đến 9 triệu đồng trên một tháng. Chú đây là đã mở ra cái vườn để cho chúng em công việc cho chúng em làm này rất ổn định và làm thì thu nhập cũng rất là cao. Từ kinh nghiệm có được trong quá trình phát triển kinh tế gia đình, anh Xuân luôn sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm với bà con nông dân, trở thành người truyền lửa nhiệt huyết cho các bạn trẻ tại địa phương. Thành công của mô hình tôi nghĩ rằng đó là xuất phát từ cái việc đáp ứng được đúng những cái nhu cầu của thị trường. Và đối với mô hình này thì sẽ có những cái sức lan tỏa nhất định đối với đoàn viên thanh niên, đó là tạo được cho đoàn viên thanh niên những cái nguồn cảm hứng cũng như là những cái bài học trong các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp tương tự với sức trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm đoàn viên lương văn xuân là tấm gương sáng về sự sáng tạo tinh thần cống hiến truyền lửa nhiệt huyết cho tuổi trẻ tại địa phương trong phong trào phát triển kinh tế chung tay xây dựng nông thôn mới